Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và à, buổi chiều ngày hôm nay ngày 24 tháng 4 tức là kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai thì Hùng sẽ có một cái bản điểm tin ngắn để chúng ta ngắm lại bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. À, phần thứ hai thì Hùng sẽ phân tích bổ sung thêm một số các cái nhóm ngành. Thực ra là tất cả những cái nhóm ngành này thì hiện tại là Hùng đang có phân tích ở trên nhóm không chat NO02 ờ uh, tuy nhiên là trên bản tin tuần thì chúng ta cũng không thể mà không thể nào mà chúng ta chuyển hóa hết được um, tất cả các cái nội dung phân tích chính vậy nên là chúng ta sẽ xen uh, kẽ uh, vào các bản tin ngắn thì cũng có thể uh, phân tích bổ sung thêm uh, cho các anh chị thì uh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến uh, nhóm ngành mía đường uh, nhóm ngành dệt may và chứng khoán bổ sung thì tại sao chúng ta lại gọi là chứng khoán bổ sung bởi vì thực ra là mã cổ phiếu agr vx và ss thì uh, ở ờ, những cái mã cổ phiếu này đã được uh, phân tích ở trên đã được phân tích ở trên trên uh, bản tin tuần và uh, cũng ở trên nhóm uh, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta phân tích bổ sung thêm một số các cái tín hiệu kỹ thuật của ba con mã cổ phiếu này. Uh, đồng thời thì chúng ta cũng bổ sung uh, thêm uh, mã cổ phiếu APS, VDS và ORS. Thì uh, mã cổ phiếu thứ 9 đến mã cổ phiếu thứ 12 thì bốn uh, cái con mã cổ phiếu này ấy, thì cái tính cơ bản của nó, cái tính cơ bản của nó không có nhiều. Nhưng mà hiện tại thì nó đang hút được ở cái dòng tiền đầu cơ Chính vậy nên là chúng ta cũng sẽ phân tích bổ sung Cho những anh chị em mà chuyên đánh hàng đầu cơ Thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc để chúng ta chiến đấu Bởi vì trong thời điểm hiện tại thì cũng thấy rằng là Nhóm ngành chứng khoán đang tích lũy khá là tốt Và đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng Để giúp cho nhóm ngành, ngành chứng khoán có cơ hội Để tiếp tục vượt thoát và tiếp tục tăng Và các anh chị em lưu ý là tất cả những cái phân tích trên các video tuần thì hùng lê đều dựa vào nền tảng phân tích kỹ thuật tức là chúng ta dựa vào những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong quá khứ ở trong hiện tại để chúng ta nói về một cái xu hướng ở trong tương lai và đó là quan điểm cá nhân vì vậy nên anh chị em lưu ý chúng ta hết sức lưu ý trước khi mà chúng ta xem các cái nội dung phân tích của cá nhân hùng lê ok thì phần thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn lại bộ ba tham số chung của thị trường thì như hùng đã có phân tích ở trong bản tin tuần đúng không anh chị thì uh, phiên giao dịch ngày hôm nay index uh, bộ ba tham đội chung của thị trường của chúng ta tiếp tục uh, có cái cơ hội thử tải tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật Thì ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là VN30 ở đây các anh chị uh, nó tiếp tục quay trở lại test ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 1040, 1042 Và khi về đến 1042 thì chúng ta đã có một nhịp đánh uh, nhịp đánh long rất là nhanh Và tại cái thời điểm đó thì cũng có phân tích là nếu như mà nó long nhanh như vậy thì bao giờ nó cũng sẽ có xu hướng nó sẽ trả lại cung Và chúng ta bình tĩnh từ từ Thì ở cái câu chuyện ở đây là cái nhịp trả cung này thì VN30 cũng đang trả tương đối đẹp ở vùng 1044 đến ở khoảng quanh 1045 và đóng cửa ở vùng 1046. Ở trên góc độ kỹ thuật đó thì chúng ta nhìn thấy rằng là như vậy khả năng thì cái cái xu hướng của phiên giao dịch giao dịch ngày mai á thì tùy vào cái binh tình tối ngày hôm nay để chúng ta xem thử là Uh, là 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 là, là nó sẽ giao dịch như thế nào trong trường hợp nếu chỉ số Dow mà có tín hiệu tích cực thì khả năng là phiên ngày mai thì VN30 nó sẽ tiếp tục có một cái nhịp hồi và chúng ta lưu ý rằng là cái nhịp hồi phục kỹ thuật của VN30 nó sẽ vấp lại cái vùng cản tương đối tương đối mạnh ở đây đó là quanh vùng 1055 đến khoảng uh, vùng 1056 ở đây thì đây sẽ là vùng cản. Đây các anh chị gặp phải vùng cản đây và nó sẽ quay trở lại chỉnh cung. Và có thể uh, có hai cách, một là ngày mai nó sẽ quay trở lại test 1042 sau đó nó lại tiếp tục kéo. Uh, kéo lên ở vùng này hoặc không uh, thì nó sẽ cái cái đà hưng phấn của thị trường nó có thể tạo thành một cái gáp tăng ở đây và sau đó thì nó lại tiếp tục quay trở về uh, test cung kỹ thuật và đây sẽ là những cái giai đoạn để chúng ta uh, đánh giá cái khả năng uh, chịu tải của chỉ số VN30 ở vùng 1040 và chúng ta đã phân tích ở trên bản tin tuần. Còn trong trường hợp nó bị vỡ vùng 1040 thì cái đó chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện và cái kịch bản để mà chỉ số này bị vỡ 1040 thì cũng đã có phân tích các anh chị nắm được rồi. Và ngày hôm nay thì Hùng chỉ có nói đến cái tín hiệu giao dịch ở trong phiên cái giao dịch ngày hôm nay thôi. Còn đối với chỉ số VN30F1M thì chúng ta sẽ nhìn ở trên trạc uh, kỹ thuật giờ một tí thì sau một cái nhịp mà uh, đánh tăng lên ở đây thì như vậy là chỉ số này cũng đã trả cung lại và hiện tại thì nó đang quay trở lại test ở vùng 1040 đến vùng 1042 tức là tương đương với nếu chúng ta lấy mút ở dưới mút của cái điểm này và cái mắt ở cái điểm trên thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đang trả về đâu đó nếu mà tính Fibo thì nó khoảng tầm độ 61,8% ở đây như vậy thì phiên ngày mai á, phiên ngày mai thì khả năng là phái sinh uh, sẽ tiếp tục kiểm định lại cái vùng 1040 và trong cái trường hợp mà xấu hơn thì có thể test lại mút ở cái phiên ngày hôm nay Nhưng Hùng uh, quan sát thấy là cái tín hiệu kể từ ngày 14 14 tháng 4 cho đến 24 tháng 4 cho đến thời điểm tại đi Thì uh, qua hai cái tuần gần gần khoảng 2 tuần thì mình nhìn thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể quan sát ở đây này cái tín hiệu đường mà ACD á, đây, từ cái thời điểm mà nó, đây này, nó khoảng quanh, phái sinh ở khoảng quanh vùng 1070 á, 1069, 1070 thì chúng ta thấy là đường MACD đỏ này. Và sau đó nó chỉ có một cái nhịp phục hồi tương đối tương đối ngắn ở đây, một nhịp phục hồi tương đối ngắn ở đây. Và sau đó thì tín hiệu đường MACD gì các anh chị tiếp tục ở nằm ở pha đỏ và đến phiên giao dịch của ngày hôm nay thì tín hiệu đường MACD bắt đầu chuyển xanh. Chính vậy nên ông đã có một cái nhận định đấy là kể từ cái thời điểm ngày 14 tháng 4 đến bây giờ thì bây giờ chúng ta mới nhìn thấy được là một số các cái chỉ báo kỹ thuật đang có cái xu hướng uh, quay trở lại tốt hơn thì đối với chỉ số phái sinh uh, mặc dù cái cây nến giờ kết giờ này thì nó không thực sự là tích cực lắm đó các anh chị bởi vì như vậy giả sử như nó đóng được ở khoảng trên vùng 1043 44 thì như vậy nó sẽ tích cực hơn còn nó đóng ở thế này thì như vậy là nó cũng đã có một cái sự uh, suy yếu ở cái phiên nên là phiên ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một cái sự đánh giá ở vùng này còn đối với uh, trên cái chỉ số VN index giờ thì các anh chị quan sát ở uh, vùng này sẽ mở uh, trên chạc M5 trước để các anh chị chúng ta xem Thì trên trạng M5 thì các anh chị cũng nhìn thấy rằng là phiên ngày hôm nay thì chỉ số index của chúng ta cũng đã quay trở lại Để nó kiểm định lại cái vùng 1040 Có thời điểm thì index đã bị phá vỡ vùng 1040 ở trên cây M5 Nhưng sau đó thì lực lực đóng lực lực long đã đóng cái chỉ số này Ở trên 1040 cộng và nó cũng có một cái lực hút chân lên thì cái lực hút này á, thì uh, ông đã có nói rồi tức là như vậy là là nó sẽ va lại cái vùng cản ở đây là vùng 1050 đến khoảng vùng 1052 đây là những cái cản mà mà chỉ số index của chúng ta rất là mạnh đây thì khi nó phải va vào những cái cản này và chắc chắn là là khi va vào những cái cản này thì kiểu gì nó cũng rơi đó, đó kiểu gì nó cũng phải có những cái nhịp mà nó quay trở lại đó nó quay trở lại nó test như vậy thì uh, phiên ngày hôm nay là một phiên mà nó có có khả quan, tức là có tín hiệu tích cực khả quan các anh chị khi mà hai lần nó quay trở lại vùng 1038 1040. mươi đóng cửa vùng 1041. mốt tất nhiên cái cây nến đóng của ngày hôm nay thì không không thực sự là happy lắm. nó Đó, nó đóng happy nó là nó phải đóng ở khoảng trên 1046. Ví dụ như là nó khi mà nó công lại được đây các anh chị này, tức là các anh chị chúng ta sẽ mở cái index nó zoom zoom nhỏ nhỏ lại, nhỏ nhỏ lại một tí. Thì khi mà cái vùng 1045 1046 ở bên này này Ờ, nó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì tại cái thời điểm này nó đâm lên đây nó gặp cái vùng 104516 ở đây thì nó lại vô hình dung nó thành cái tản cản nên là nó nó chỉnh lại như vậy để mà để mà xác nhận được cái xu hướng tích cực là khi mà nó va cản 1050 1052 và nó sẽ quay trở lại test cung và nó test lại được ở trên vùng 1046 và nó cần phải có cái gì có xu hướng phục hồi long ở đây đó bắt buộc bắt buộc phải có xu hướng phục hồi Xu, 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 hướng phục hồi long ở đây và nó phải long vượt thoát như hùng có phân tích ở trong các bản tin tuần ấy, thì nó index của chúng ta cần phải vượt thoát đầu tiên là ngưỡng 1055 và sau đó là cản 1060 và nói chung là nôm na tốt nhất thì ông vượt lại được vùng 1057 đến 1060 ở đây và chừng nào index của chúng ta vượt thoát được vùng 1060 À, với một cái lực đánh dòng tiền, à, dòng tiền nó có thể đến khoảng tầm độ 12 đến -13 13.000 tỷ trên một phiên, thậm chí là 13 đến -15 15.000 tỷ Thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật tích cực để giúp cho chúng ta thời điểm đấy thì chúng ta có thể tăng cái vị thế, tăng cái tỷ trọng bởi Vì khi đấy là dòng tiền lớn nó đã đánh rồi Và khi dòng tiền lớn nó đánh thì à, chúng ta sẽ có những cái cơ sở à, quan trọng hơn để chúng ta gia tăng vị thế Còn trong thời điểm hiện tại, ở trong bản tin phân tích tuần thì cũng có đề cập đến là tuần này nó sẽ thử tải tức là nó sẽ thử ra tải xem cái vùng 1040 này thị trường có chịu được không đó và chịu được thì nó sẽ nó sẽ có những cái tín hiệu như thế nào thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà mà đang có những cái dáng dấp đó, đang có những cái dáng dấp tích cực và kỳ vọng là thị trường có khả năng sẽ thử tải thành công ở quanh vùng 1040 còn uh, chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật giờ thì cũng sẽ view cho các anh chị như thế này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây để chúng ta cũng nắm được ở uh, cái tinh thần tức là sau một cái nhịp mà index của chúng ta tăng ở bên này thì nó bắt đầu nó quay trở lại một cái nhịp chỉnh giảm thì cái nhịp chỉnh giảm này là vô hình dung các anh chị nhìn thấy đấy đây là đỉnh này đó đây là đỉnh này và va vào cái gì va vào cái đường cản trên này nó chỉnh này ở điểm này nó va vào đường cản trên nó chỉnh và như vậy á, thì trong phiên giao dịch của tuần tiếp theo thì nó va vào cản trên đó thì sâu chuỗi câu chuyện hùng vừa phân tích ở vùng 1050 đến vùng 1052 á thì nó nằm ở đây tức là nó va vào cái cản trên này thì bao giờ nó gì nó cũng sẽ có cái xu hướng bị ạ? bị dội lại vậy thì dội lại như thế nào thì được đánh giá là thành công như vậy là đây và chúng ta cũng nhìn thấy ở đây là một cái đường kênh xu hướng dưới cứ mỗi lần nó chạm đường kênh xu hướng dưới này thì diện nó có cái xu hướng phục hồi đó và khi xu hướng phục hồi thì nó phải bớt được cản bớt được cản thì khi đó chúng ta mới tăng tỷ lệ margin tăng cái vị thế của chúng ta lên như vậy thì phiên ngày mai index nó như chúng ta nhìn ở đây đúng không ạ thì index sẽ tiếp tục nếu đẹp là nó sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng một không bao nhiêu một không bốn mươi một không ba tám một không bốn mươi ở đây À, nó 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 test lại đây và sau đó để mà xác nhận được cái xu hướng thì bắt buộc index của chúng ta phải vượt thoát đó phải vượt thoát lại đây tức là phải vượt thoát cái vùng 1010 10, đây này đưa lại đây này. 1060 cả các anh chị 1060 đó thì phân tích như vậy thì các anh chị cũng nắm được rồi nó khá là 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 chi tiết rồi đúng không ạ và chúng ta sẽ bám sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong các phiên giao dịch tiếp theo ok còn uh, uh, bổ sung thêm uh, cho các anh chị uh, một số các cái mã cổ phiếu uh, về các cái nhóm ngành cũng đã có phân tích theo dõi trong thời gian vừa qua ví dụ nhóm mía đường đây ví dụ fbt thì uh, chúng ta biết rằng là hiện tại thì đường nó đang ở mức uh, chu kỳ cao nhất trong vòng 10 năm chính vậy nên là giá uh, cổ phiếu đường nó đã tốt và nó sẽ uh, có những cái tác động tích cực uh, cho thị trường uh, và cho cái nhóm ngành mía đường nói riêng thì ở đây này, đối với nhóm ngành mía đường thì các anh chị nhìn thấy đây, ví dụ từ ngày mùng 7 tháng 2. Đó, từ tháng 2 các anh chị thì chúng ta đã bắt đầu có những cái phân tích phân tích tương đối là chi tiết từng cái mã cổ phiếu và sau đó đến ngày mùng 2 tháng 3 thì khả năng đấy là một cái ngày mùng 2 tháng 3 đây thì chúng ta tiếp tục cập nhật mía đường Uh, ngày mùng 4 tháng 4 và chúng ta tiếp tục cập nhật và cách đây 3 ngày thì chúng ta tiếp tục cập nhật và trong cái phiên bản của ngày mùng 2 tháng 3 thì cũng có lưu ý là đối với LSS thì khả năng nó sẽ vào đại sóng. Đối với SBT thì chúng ta định hướng cái quan điểm 14 đến 14.3 và đến QNS thì chúng ta uh, có một cái vùng hỗ trợ 7.538 là ổn và ngắn hạn thì ngắm target 41.542. Và lưu ý là các anh chị là hiện tại bây giờ một số các cái nhóm bắt đầu tung hô rằng mía đường là ngon là thế này thế kia thì tất cả À, những cái gì ngon nhất, những cái gì tốt nhất thì nó đã diễn ra trong khoảng từ ngày 24 tháng 2 cho đến khoảng ngày mùng 2 tháng 3 Đó, những cái điểm mua nó đã tốt nhất, nó đã tối ưu nhất rồi Còn bây giờ thì các anh chị đừng có nghe những cái lời tung hương hô như vậy thì nó sẽ, các anh chị dễ dàng chúng ta bị đu đỉnh Thì đối với SBT này, SBT thì đó, hiện tại á sau một cái giai đoạn mà nó đánh ở đây này Thì nó đánh lên thì cũng có phân tích cái vùng 14, 14.3 đó là cái vùng hỗ trợ khá là tốt Và tại cái thời điểm này thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta thu gom và hiện tại thì nó đã đánh lại cản 15.3 sau đó nó phiên ngày hôm nay thì chính thức là break cản 16.3 và hiện tại thì đang hướng về cản 17.5 thì các anh chị lưu ý là đối với SBT khả năng cái vùng cản kỹ thuật của nó ở khoảng quanh vùng 17.5 đến vùng 18 là cản rất là mạnh thì về đến vùng cản này thì xu hướng cổ phiếu nó sẽ nó sẽ chỉnh cung quay trở lại một nhịp nữa và sau cái nhịp chỉnh cung đó nếu như không thủng vùng 16 thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị gia tăng vị thế bởi vì khi mà nó ở đây nó đang hình thành được một cái áp trend và cái áp này thì nó không đánh vội đâu con QNS uh, con SBT là như vậy các anh chị lưu ý và chúng ta sẽ tiếp tục cầm và chúng ta không đua lệnh ở vùng cao nhưng khi mà cổ phiếu có những cái nhịp chỉnh cung test nền và test nền thành công thì cái đấy chúng ta có thể uh, tiếp tục uh, mua để chúng ta có thể ngắm về những ta cái target kỹ thuật cao hơn ở khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 21 Uh, LSS cũng được xác nhận là nhịp này thì LSS khả năng sẽ đi vào một cái đại sóng và đến thời điểm hiện tại thì LSS bắt đầu về đến cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 11 đến khoảng vùng 11.5 thì các anh chị lưu ý là vùng này cũng là vùng cản rất là mạnh và chúng ta đừng có đua còn lực cầu thì bắt tương đối là tốt thì sau khi về đến vùng cản này thì cổ phiếu cần phải trả cung lại một nhịp và sau một cái nhịp trả cung đó thì quan điểm kỹ thuật cùng là nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 9.5 đến vùng 10 đó, nó lấp lại ở quanh vùng này là đẹp nhất và ổn định thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái xu hướng của lợi có thể ở nhịp này nó sẽ đi về được khoảng nhịp 14 đến tầm 14.5 các anh chị tức là trên chặt tuần thì cũng đã ngắm đến cái khả năng là lợi có thể đi được về đó tuy nhiên để đi được về đó thì nó cần hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu ngắn hạn trước mắt đó và sau đó nó cần phải chỉnh cung và đối với lợi thì nó đã khả năng ấy thì nó đã vào một cái đại sóng rất là to Uh, cái mã cổ phiếu thứ ba trong nhóm ảnh mía đường mà chúng ta có uh, 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 phân tích ở trên nhóm cho các anh chị em và các cái tài khoản đang cầm đó là mã cổ phiếu QNS. Thì hiện tại là QNS cũng đã chính thức là đạt được cái mark target mục tiêu ở đây là khoảng vùng 41.5 đến vùng 42 như vậy là nó đã lên một cái target rất đẹp và trong tuần vừa qua thì QNS cũng có một cái nhịp nhún cũng đẹp luôn tức là nó nhún về 40 đến khoảng 40.7 ở đây. Và sau nhịp đúng này thì lực cầu của QNS tiếp tục được cải thiện và với một cái cách đi như thế này thì khả năng QNS sẽ ngắm lên khoảng vùng cản ở khoảng quanh vùng 45 đến khoảng vùng 46 là tương đối đẹp. Và về đến vùng này thì như vậy là vùng cản rất là mạnh rồi thì chúng ta sẽ canh ưu tiên để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận các anh chị nhé. Và các anh chị lưu ý là đừng có nghe những cái lời mà, mà 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 tung hô về nhóm mía đường bởi vì những cái gì đẹp nhất đó từ ngày 24 tháng 2 đó, từ ngày 24 tháng 2, những cái phân tích định hướng, ví dụ như LSS ở quanh biên 7.2 đến 7.5 đó các anh chị, và thậm chí là còn có giá 7 này, 6.9 này, QNS thì uh, uh, tăng uh, đấy, vẫn target đấy, thì những cái gì mà tốt nhất và tối ưu nhất thì đã được uh, phân tích rồi. Và uh, chúng ta cần phải tiếp cận những cái nhóm ngành nó ở thời điểm sớm nhất, các anh chị, thì như vậy là chúng ta tối ưu được cái giá vốn. Ở cái nhóm thứ hai đó là nhóm Diệt May thì hiện tại là cũng, có, cũng đã có cập nhật uh, cho các anh chị em ở trên team uh, của ông Lê là bốn mã cổ phiếu. ở uh, trong bản tin tuần thì chúng ta sẽ không thể nói hết được đâu các anh chị uh, và chúng ta sẽ chọn lọc ra một số thì uh, đối với uh, nhóm ngành này thì cũng đã được phân tích uh, theo một cái chuỗi chiều dài khoảng từ ngày 18 tháng 1 rồi ngày 19 đó. Đây là từ những cái thời điểm mà nó đã à bắt đầu đến mùng 9 tháng 2, 17 tháng 2, 22 tháng 2, mùng 2 tháng 3 và cách đây 3 ngày. Thì đối với nhóm ngành dệt may này. Đây này, ví dụ ngày 10 22 tháng 2 đi. Đấy quay lại cái thời điểm tầm 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 tháng 2. Thì tại thời điểm đó thì chúng ta có phân tích uh, TNG, VGT và GIL và như có bổ sung thêm. À không, vẫn chỉ có 3 mã cổ phiếu thôi. VGT đúng không? TNG đây thì chúng ta sẽ view qua một tí thì đối với TNG sau một cái giai đoạn đây này, này nó đi ở biên 17 và các cái bản tin tuần trước thì cũng có phân tích nhóm ngành này rồi nhưng mà bản tin tuần thì chúng ta không thể chuyển tải đủ hết ở đây nó có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây này và nó tiếp tục diện nó tiếp tục thử tải lại ở vùng 17 và đến thời điểm hiện tại thì cái vùng thử tải 17 nó tương đối là lạc quan Uh, tuy nhiên là hùng cũng không hiểu cái ý đồ tạo lập của tng ở đây nó tại sao mà nó chưa 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 đánh vượt thoát luôn cái cản ở đây để nó tiếp tục đi thế thì chúng ta phải nhìn lại ở trên trạc kỹ thuật tuần một tí đó thì chúng ta nhìn thấy là à như vậy hiện tại thì khả năng đây nó cũng đang giống ở cái nhịp này sau một nhịp đánh lên đấy các anh chị thì nó cứ vòng vo vòng vo như vậy rồi sau đó nó mới có những cái miếng đánh quyết định tương đối là đẹp thì ở đây nó như vậy thôi thì quan điểm của hùng là hiện tại thì trên trạc tuần ấy, thì nó đang xây nó đang xây tương đối là đẹp các anh, anh chị nó đang xây tương đối đẹp. Và nó xây trên cái vùng 17 cộng như vậy là khả quan và uh, chỉ cần thôi, chỉ cần một cái 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 tín hiệu kỹ thuật để mà TNG nó đánh một cây nến tuần và nó nó vượt thoát lên trên vùng 20 cộng như thế này thì đấy sẽ là những cái thời điểm rất là tuyệt vời để những anh chị em mà chúng ta đang cầm mã cổ phiếu này, chúng ta tối ưu và chúng ta gia tăng cái tỷ trọng để khi đó là gần như TNG nó lại bắt đầu tiếp tục một hình thành một cái sóng tăng tiếp theo ở đây. Ờ uh, cổ phiếu VGT <laughs> VGT ở đây nó cũng đang tích lũy đó, VGT trên chặt tuần thì nó cũng đang tích lũy tương đối là đẹp đây nhìn này đó anh anh chị thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ chúng ta gom mở quanh những cái vùng tích lũy ví dụ ở đây chúng ta hoàn toàn có vùng tích lũy 11 đến khoảng 11.2 11.5 đây là những vùng tích lũy của VGT và đối với VGT hiện tại thì cái cái lực cầu nó chưa có chính vậy nên là cổ phiếu mà đi mạnh đi xa là chưa có nhiều nên là cứ phải từ từ Cổ phiếu GIL, GIL là một cái mã cổ phiếu mà trong phân tích định hướng được xác định là à, đánh dài, đánh dài các anh chị nhé, và đánh trung hạn ở trên trạc tuần ở vùng 17.5 đến vùng 19, hiện tại là vùng hỗ trợ trung hạn và các tài khoản đánh dài thì chúng ta gom góp để chúng ta mua dần và chúng ta chờ cầu break cái vùng cản 27 đến khoảng vùng 30 chính thức xác nhận sóng thì cái đó chúng ta mới à full mặc zin hay là cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì đấy. Thì ở đây chúng ta nhìn lại một cái hành trình của con l và con l này cái đội tạo lập của nó đánh cũng rất là kinh khủng nó đánh từ vùng 18 mà lên đến tận vùng 80. là một cái lực đánh cực kỳ khủng các anh chị và phải có một cái cách tạo lập cực kỳ là ác chiến thì cổ phiếu nó mới có thể đi được từ vùng 18 lên đến tận vùng 80 và ở thời điểm hiện tại á thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy GIL ở đây các anh chị nhá. Đó, nó buôn lên rồi nó bắt đầu nó đi xây ngang. Thì cái giai đoạn nó đi xây ngang ở vùng 18, 19, 20 ở đây, đó chính là cái giai đoạn mà khả năng cao là tạo lập rồi ở những cái nhà tổ chức người ta bắt đầu thu gom dần. Và ở đây các anh chị nhìn thấy là nhịp đánh thứ nhất là lực cầu đã tăng lên và bắt đầu ở uh, manh muốn ở trong cái thời điểm hiện tại thì bắt đầu tiếp tục nhịp thứ hai thì nhịp thứ hai khả năng theo cái quan điểm vùng thường vẫn nói như vậy thôi đó là vùng 29 đến khoảng à vùng 27 đến khoảng vùng 30 tức là nó lại tiếp tục nó chạm với cản này rồi sau đó theo quan điểm vùng là còn một nhịp rũ và sau nhịp rũ này thì khả năng mới đi vào đại sóng đó thì chúng ta à, áng áng như vậy để làm gì để chúng ta à ngắm được nếu như mà khi về đến vùng 27 đến vùng 30 thì đừng có đua nữa đúng không ạ chờ một cái nhịp chỉnh cung và à, nhịp chỉnh đẹp à, đẹp đẹp như Kiều ấy nếu mà được đẹp như Kiều thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh à, vùng 22 đến khoảng vùng 23 đó nếu mà đẹp như Kiều thì khi mà lên đến vùng này và nó tiếp tục chỉnh cung và tích lũy lại vùng này lực cầu tiếp tục duy trì trên tuần khoảng tầm độ 10 đến 15 triệu cổ phiếu thì khi đó anh em hò đồ ta và chúng ta à, tiếp tục đánh à, mã cổ phiếu Gl ở mã cổ phiếu TCM, TCM hiện tại cũng đang khá là tốt ở trên cái xu hướng chạc kỹ thuật tuần thì ông sẽ phân tích con này trên chạc tuần. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà nó tạo đỉnh ở vùng 90 đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể xem ở đây là sóng A, B và đáy của sóng C nó đang hình thành tích lũy được ở trên chạc tuần ở khoảng quanh vùng 40. Nhìn là tương đối đẹp, đúng anh chị, nhìn là tương đối đẹp. Và hiện tại ở đây, đối với TCM thì nó cũng đang có một cái diện một cái 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 gọi là một cái phân kỳ tăng một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn từ vùng 40 và hiện tại thì nó bắt đầu nhúc nhắc lên được quanh vùng 50 rồi tức là nó tăng được khoảng tầm độ 25 phần trăm rồi các anh chị từ vùng đáy à, đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho TCM có thể bắt đầu hình thành được một cái nhịp 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 tăng kỹ thuật ở đây vậy thì ở đây chúng ta lại bắt đầu quay trở lại cái nhịp sóng một là nó đã kéo được nhịp một và bắt bắt đầu nó chỉnh cung rồi sau đó thì nó tiếp tục ở đây và khả năng thì bây giờ nó bắt đầu đi vào một cái nhịp sóng kéo tiếp theo. Ở đây thì vùng hỗ trợ cái tuần 48 49 khá là tốt này. Nói chung ở trong tuần tới thì chúng ta uh, tùy cái vị thế của anh chị, nếu chúng ta đang có thì chúng ta có thể mua ở quanh vùng 51 đến khoảng vùng 52 Còn nếu không thì chúng ta phải chắt chiêu một tí để chúng ta xem thử xem là ở quanh cái vùng 50 này này. Đấy thì trong cái tuần trước ấy, đó là nó đi tích lũy tương đối là đẹp và cứ về đến cái vùng ở đây là vùng 49.5 đến vùng 50 là tạo lập họ lại đỡ lên và ở đây nó gặp một cái vùng cản ở đây này đó chúng ta nhìn đây đây có một cản đây một cản này thì phía ngày hôm nay là nó cũng 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 chạm cản đấy và nó đang lùi lại như vậy thì và cái lực cầu nó cũng đang được cải thiện khá là tốt rồi gấp đôi trung bình 21 phiên như vậy đây cũng là những cái thời điểm mà các anh chị em có thể bắt đầu tiến hành đối với mã cổ phiếu TCEM phần thứ ba thì chúng ta sẽ phân tích thêm những cái con mã cổ phiếu về ngành ngành chứng khoán bổ sung thì ngày hôm nay thì cũng có phân tích thêm bổ sung một số các tín hiệu kỹ thuật của mã cổ phiếu agr thì đối với agr là trên bản tin tuần thì chúng ta cũng nói rồi đúng không ạ agr đã có một cái nhịp đánh rất là đẹp và gần như nó không chỉnh cung phiên ngày nay nó không chỉnh cung đây phiên sáng nay cũng đã có phân tích thêm agr tức là bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng tỷ trọng thôi ở vùng 11 11 3 thì chúng ta có thể tiếp tục ăn và nếu về được tầm 10.5 đến 10.6 thì ăn tiếp những khả năng vùng 10.5 10.6 vào thời điểm này là khá là khó và trên cái góc độ sóng tuần thì đây cái này hình ảnh này thì các anh chị được xem rồi sau một giai đoạn tích lũy và tuần trước thì nó đánh lên và như vậy thì ở đây cái biên 11 đến biên 11.3 sẽ là cái biên kỳ vọng mà khả năng là À, nếu nó có chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh về đây và cái xu hướng trong ngắn hạn của AGR là xác suất rất cao là AGR sẽ break cản 13.3 14 và thậm chí nhịp này thì AGR có thể tính toán ở vùng target 20 Tuy nhiên nếu mà nói đến đến vùng 20 thì bây giờ là đang nói phép nhưng nói đến vùng 13.3 đến vùng 14 thì đó là trong tầm đó. bởi vì các anh chị nhìn thấy là lực đánh của AGR nó đã bắt đầu trên chạc thuật tuần và cái lực cầu nó đã rất tốt và khả năng tuần này thì cái lực cầu cũng sẽ tiếp tục duy trì ở một cái cường độ cao đối với AGR. Cổ phiếu SHS cũng như vậy, SHS thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhịp một nó đã tích lũy thành công ở vùng 7.5 vùng 8 vùng này chúng ta đã có cái nhịp thu gom và điểm thứ hai thì chúng ta đang lưu ý ở trong thời điểm hiện tại như thế này thì hiện tại là đây là cây nến tuần thứ hai và tuần này nó bắt đầu nó xây. Vậy thì nó xây uh, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở biên 9.6 đến 10 biên 10. Khả năng thì uh, SSS sẽ xây ở trong biên này. Và kỳ vọng là lực cầu của SSS uh, trong tuần này uh, nó sẽ tiếp tục duy trì ở khoảng tầm 80 đến khoảng tầm độ 100 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó là một lực cầu để giúp cho cổ phiếu à, SSS có thể một uh, uh, 100 triệu à rồi đúng rồi, khoảng tầm 90 đến khoảng tầm 110 triệu gì đó trên một tuần. Thì đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng và ở đây này, ờ uh, SHS thì bây giờ nó 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 sẽ chúng ta sẽ kỳ vọng là gì? Nếu như mà trong tuần hoặc là tạm cái thời điểm nào đó, nếu nóng tuần của chúng ta bắt đầu có cái xu hướng vượt thoát được cái vùng 11 ở đây thì đấy sẽ là một cái kịch bản tuyệt vời. Để khi đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật cao hơn của SHS ở khoảng quanh vùng 13.5 đến vùng 14. Ờ uh, cổ phiếu VX cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay và uh, ủng lê thường xuyên uh, có những cái phân tích về mặt định hướng thì uh, đây anh chị ở đây thì ở đây là với là các cái lực đánh của nó những cái nhịp của nó kéo như này gần như nó toàn kéo từ 80 đến 100% thôi và thời điểm hiện tại ở đây thì với cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật nói chung là tương đối là khởi sắc hơn rồi và ở đây thì nó có một cái vùng hỗ trợ biên 7.1 đến 7.4 uh, khá là tốt tuần này thì nó bắt đầu lấp lại vùng 8 và đương nhiên nó có vùng cản ở vùng 9 thì trong ngắn hạn thì khả năng cao thì nó sẽ tiếp tục là gì ạ? khi mà nhóm chứng khoán phục hồi thì VX nó cũng sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng 9 ở đây này đó đây là một cái cản và từ cái cản này thì nó cần phải cần 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 một nhịp đạp nữa một nhịp đạp nữa mà trả về 8 mà không thủng và sau đó nó đè lại thì như vậy khi mà cái tín hiệu bên này xuất hiện ở trên trà cái thuật tuần và khi nó đè lại vùng bên này thì đấy sẽ là ở VX cũng nó cũng sẽ vào một cái sóng tăng rất là tốt và cái biên lợi nhuận của VX khi mà nó đánh thì rất là sướng Và uh, chúng ta cũng phải cần có thêm một cái lực cầu tốt khoảng tầm từ 80 triệu đến 100 triệu trên một tuần Thì đấy sẽ là những cái tín hiệu mà VX các anh chị lưu ý Phiên ngày hôm nay thì có phân tích uh, thêm uh, SBS thì các anh chị cũng nắm được rồi Nói chung là cái con SBS á, thì nó không được uh, cơ bản cho lắm Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì uh, nó mang cái tính đầu cơ Nên là chúng ta cũng có thể uh, xem xét Đó uh, uh thì ở đây này sau một cái nhịp mà khi mà 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 con SBS nó đánh ấy, thì cũng rất là kinh hoàng từ 4.5 mà lên đến tận vùng 22 đấy là một cái tính tạo lập của nó cực kỳ tốt và những cái gì nó xảy ra trong quá khứ thì nó sẽ có cơ hội tiếp diễn ở trong hiện tại và trong tương lai chính vậy nên là chúng ta có quyền kỳ vọng à, ở thời điểm hiện tại thì cũng phân tích rồi cái vùng 4.5 đến 5 là cái vùng tích lũy khá là tốt của SSS để nó đánh nhịp một lên khoảng quanh vùng 6 và hiện tại thì nó cũng bắt đầu có nếu mà chúng ta tính đến tuần thì như vậy là chúng ta đã có 3 tuần mà cổ phiếu này xây ở vùng 5.6 đến vùng 6 đây sẽ là vùng target kỹ thuật và vùng xây của nó rất là quan trọng để có thể kỳ vọng ở nhịp này SSS có thể quay lại ở vùng 9 à, vùng 8.5 đến vùng 9 đây là vùng cản kỹ thuật tiếp theo đó thì chúng ta cứ ngắm từ từ nói chung là cứ xây từ từ 8.5 và à, xin lỗi cả nhà 9.5 nhé 9.5 đến vùng 10 9.5 đến vùng 10 đấy đó thì nó xây thành công ở cái biên này và sau đó thì nó có một cây đến tuần đó nó vượt thoát lại và nó ngồi lên như thế này đó nó ngồi lên được khoảng quanh vùng đó như này thì đấy đây các anh chị nhìn thấy một cây đến tuần này không ạ thì nó sẽ xuất hiện một cây đến tuần ở trong tương lai như vậy thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta chỉ dẫn cho chúng ta rằng à ah, như vậy thằng này nó tiếp tục đánh. Uh, tiếp theo uh, cổ phiếu APS. APS cũng uh, cái tính đầu cơ và tính uh, tính tạo lập của APS cũng khá là tốt khi nó đánh. Đây một nhịp từ 12 và nó đánh lên tận vùng 50. Uh, 55 thì cũng rất là đẹp. Và sau nhịp chỉnh cũng đó thì bây giờ nó bắt đầu à nó bắt đầu hình thành và nó bắt đầu hình thành được cái vùng 8.7, vùng 10 sau vùng đó rồi thì nó bắt đầu đánh nhịp lên và ủng nhận diện thành ba cây đến tuần nó đang xây ở biên 12 và mắc ở đây là khoảng tầm vùng 14 thì như vậy thì chúng ta sẽ đây này đó thì chúng ta ba nhịp sóng này anh chị em chị em có thể test lại vùng 12 12.5 thì có thể xem xét để chúng ta mua và phía ngày hôm nay thì APS cũng đánh tương đối tốt đó, đánh tương đối tốt và hiện tại thì khả năng nó sẽ công cản 14. Ờ, tuy nhiên cái con con cổ phiếu này cái anh chị lưu ý này chúng ta không nên đua xanh và chúng ta sẽ ke những cái phiên nó chỉnh cung bao giờ nó cũng sẽ chỉnh cung con này hùng biết rồi tạo lập của con này đánh khá là, là 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 dị cứ anh em mà đua đua xanh là đến lúc nó dã cho một phát là là là, là hỏng ờ, tiếp theo là con VDS con VDS cũng như vậy những cái con này thì cái tính cơ bản nó không có nhiều đâu các anh chị nhé và cái tính đầu cơ của nó thì cao hơn chính vậy nên là các anh chị em chúng ta lưu ý thì đây VDS cũng có một nhịp đánh từ khoảng vùng 6 mà lên đến tận vùng 26 ở trong quá khứ rồi và sau đó thì nó bắt đầu một cái hành trình giảm rất là dài và đến thời điểm hiện tại thì cũng bắt đầu nhận diện thấy là dòng tiền tạo lập người ta bắt đầu người ta quẩy cái con này đó và đây sau một cái đến tuần thì phiên ngày hôm nay Phiên ngày hôm nay nó tiếp tục hình như tăng 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 kịch trần trong phiên ngày hôm nay sao Ờ tăng kịch trần trong phiên ngày hôm nay Đó thì con này cũng có một cái tín hiệu kỹ, kỹ thuật khá là tốt và cái vùng của VDS mà có phân tích sáng nay Đó là khoảng quanh vùng 10 đến vùng 10.5 Sâu hơn thì vùng 9.5 9, 9, nhưng mà 9.5 thì không có rồi Và cản ngắm đến là vùng 13.5 đến khoảng vùng 14 13.5 đến khoảng vùng 14 đây này 13.5 đến khoảng vùng 14. Đây, hình như đây, đó, 13.5 thì, thì cái tín hiệu kỹ thuật của nó, đó, phiên ngày hôm nay. Đấy, ngày hôm nay đánh tương đối là tốt và cái dòng tiền đầu cơ nó bắt đầu đổ vào đây. Cái cổ phiếu VDS ORS thì các anh chị quá quen thuộc rồi. ORS cái tính cơ bản của những cái này thì có quý lãi, có quý lỗ nhưng mà cảm giác là cái tính đầu cơ của những con này nó khá là cao hơn. Thì ORS cũng như vậy thôi. À, lịch sử thì nó cũng đã có một cái hành trình đánh từ đâu đó khoảng vùng à, 6 mà lên đến tận vùng 30. Sau đó đổ và nhịp này thì bắt đầu à, bắt đầu nhìn thấy những cái manh muốn về mặt tín hiệu kỹ thuật rồi và bắt đầu nhìn thấy ở đây. Đó. Như vậy thì trong ngắn hạn chúng ta có thể ke ở vùng 11.4 đến khoảng vùng 12.2 và tùy cái tùy tùy cơ ứng biến thì các anh chị có thể thu gom dần ở quanh những vùng này và nhìn thấy là cái tín hiệu về dòng tiền ở trên cái 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 trạng tuần ấy, thì bắt đầu cũng đã có một cái lượng tiền lớn bắt đầu đổ vào cổ phiếu này. Như vậy là à, khả năng khi mà có những cái lượng tiền lớn như vậy rồi thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu tích cực hơn. Ở đây thì à, có thể là vùng 16.5. Tạm thời ngắm ngắm cái cản 16.5 hoặc 16 ở đây. Rồi à, khi về đến vùng đó thì nó sẽ tiếp tục diện nó sẽ có tiếp tục một cái nhịp đạp ở đây để nó tích lũy lại ở quanh vùng 15 14 đây và một ngày đẹp trời nào đó và nó lại tiếp tục break lại vùng 16.5 như vậy thì đấy và dòng tiền vẫn tiếp tục duy trì khoảng tầm độ 20 đến 30 triệu cổ phiếu trên một tuần đó thì đấy là những cái thời khắc mà chúng ta đang cầm hoặc là chúng ta đã cầm rồi thì chúng ta có thể phun mặc hoặc là phun thêm các cái vị thế cầm thì đấy là một tín hiệu mà chúng ta lưu tâm như vậy thì đó thì chiều nay thì cũng có cập nhật thêm cho các anh chị một số các cái Uh, tín hiệu kỹ thuật ngắn như vậy và phiên giao dịch ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, theo dõi thêm uh, Cái động thái của bộ ba tham dự chung của thị trường của chúng ta tiếp tục kiểm định lại ở quanh vùng 1040 uh, Để chúng ta có thêm cái định lượng về mặt xu hướng và ở đây uh, Lưu ý các anh chị là index của chúng ta đang nằm ở trong một kênh xu hướng giảm và trong kênh xu hướng giảm này uh, Muốn bứt được thoát khỏi kênh xu hướng giảm thì cần thứ nhất đó là cần về thanh khoản Cần về dòng tiền phải có những cái phiên mà dòng tiền đột biến khoảng tầm từ 12 13 000 tỷ 14 000 tỷ và và cái mẫu cái cái điểm tiếp theo là các cái chỉ số các cái tham số kỹ thuật cần phải phá vỡ một số các cái kháng cự ngắn ở à, trong ngắn hạn thì đấy là những yếu tố kỹ thuật rất là then chốt Ok bản tin ngắn thì như vậy thôi cũng nay xin phép được tạm dừng và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin ngắn tiếp theo